Đây là bánh bò nướng dừa hay là bánh bò dừa nướng, bánh bò nướng chảo, bánh bò rễ tre. Và hôm nay mình khuyên chia sẻ đến cô bác, anh chị em và các bạn bánh bò nướng dừa này. Ở đây mình có nước cốt dừa. Mình sẽ đi làm chảy ra và mình lấy một cốc, tức là khoảng 240 ml. Mình cần có bột năng nửa gói, tức là 200 g. Và bằng như vậy bột gạo 200 g luôn. Men, tức là yeast, một gói vani, đường vani hoặc là tinh chất vani cũng được luôn. Rồi ngoài ra mình có bột nổi, baking powder. Rồi mình có ở đây là dừa, dừa sợi, dừa bào đó. Nửa gói bột gạo và nửa gói bột năng. Bột năng nè. Rồi bột gạo. Vani. Đường. Nhà mình không có ăn nhiều, do đó mình cho 200 g thôi. Anh chị em và các bạn nào cho ăn nhiều thì cho nhiều hơn nha. Một chút xíu siêu muối. Bột nổi. Men. Mình lấy khoảng 5 g. Sau đó trộn đều lại. Khoảng 240 cho đến 250 ml nước cốt dừa. Mình nên lấy cái dừa ở phía bên trên đó cho nó béo. Và một cốc nước luôn, tức là 250 ml. Và mình sẽ lấy cái nước cho nó ấm ấm khoảng 30 độ C. Để chút xíu sau mình ủ cái men cho nó dễ nổi. Và tối đa là 35 độ C, đừng cho nóng hơn là chết men. Trộn đều cho đến khi không nhìn thấy lần cận. Có thể lọc qua cái rây cũng được. Để qua một bên. Tiếp theo mình lấy một cái nồi, cho vào đây bột gạo khoảng 1/4 cup. Được là khoảng 40 g đó. Một cốc nước 240 ml. Sau đó thì đi nấu. Quậy tan. Rồi mình sẽ để lửa nhỏ. Mình khuấy. Vừa nấu vừa khuấy. Ban đầu có thể để lửa lớn, sau thì hạ xuống trung bình. Và để làm bánh bò này thì mình cũng sẽ cần một cái chảo nhỏ nhỏ. Thật ra là mình sẽ cần cái chảo nhỏ chút xíu vậy thôi. Khoảng đường kính là 10 cm đó. Nhưng mà mình không có, thành thử ra mình lấy cái chảo 20. Anh chị em và các bạn sẽ thấy cái bánh này nó sẽ không có đẹp bằng chảo 10. Đó, từ từ mình thấy nó đặt lên đó. Và tiếp tục mình khuấy nha. Bây giờ thì để lửa thật là nhỏ. Và tắt đi luôn đi, bởi vì là nó sẽ cháy. Mình khuyên đang tắt lửa thôi đó. Và mình khuấy giống như dạng như mình lấy trùng cho nó đó. Mình nhìn mình sẽ thấy nó đang bốc khói hơi hơi lên đó. Như vậy là được. Rồi, cái chảy chảy đặc đặc như vậy nè, là được. Sau đó thì cho vào trong bột. Rồi, bây giờ trộn đều lại. Đánh cho đều ra. Sau khi đánh đều xong mình sẽ ủ một tiếng để cho bột nở. Hoặc là tùy theo khí hậu. Hôm nay trong phòng của mình á, mùa hè tháng 6 mà nhiệt độ trong phòng chỉ còn có 20 độ thôi, bởi vì nó đang rất là lạnh bên ngoài. Năm nay trời lạnh kỳ lắm, nóng lạnh nóng lạnh. Mình thử ra có hôm 38 độ mà có hôm có mười mấy độ thôi, rất là lạnh. Cho nên là cái thời gian ủ có thể nó sẽ khác. Anh chị em và các bạn ở nơi xứ nóng, mình ủ nhanh hơn. Ủ cho đến khi mình nhìn mình thấy nó nổi bọt lên là được. Đậy lại nha. Đậy lại rồi trong lúc đó mình sẽ đi làm cái nhân dừa. Khoảng 60 g dừa.
Tại vì ở nhà mình hết là thành thử mình làm có chút xíu thôi. Anh chị em và các bạn sẽ làm nhiều hơn. Mình nên mua dừa rám, tức là cái dừa mà cho nó non non đó, mình bào sợi thì ngon hơn. Cái này là dừa đông đá. Mình cho một muỗng canh nước cốt dừa. Bởi vì cái dừa này nó khô, thành thử ra mình khuyên cho nước cốt dừa đó. Và một muỗng canh đường. Nếu mình ăn được nhiều ngọt thì cho nhiều hơn. Mình khuyên không ăn ngọt, cái đó cho có một chút xíu thôi. Đó là khoảng 10 gram thôi. Để cho ngon thì mình cho một chút xíu xíu muối vô. Và đảo cho dừa chín. Thật ra thì nếu mình làm cái dừa thường thì không cần làm cái bước này. Do đây là dừa đông đá. Rồi bột mình ủ, có 6 cách ủ. Ủ trong lò nướng, tức là mình bật lò lên. Vài chục giây là mình tắt đi cho nó chỉ cần ấm thôi. Nhiệt độ khoảng 30 độ C để ủ. Thì có thể ủ trong cái thau nước nóng bên dưới. Cái mình cho cái thau bột vào trong. Hoặc là ủ trong lò vi sóng, mình để một cái ly nước nóng cho nó, nước sôi đó, cho nó ấm. Nói chung là chỗ nào cũng được, miễn là ấm. Phơi ngoài nắng cũng được luôn, làm sao cũng được hết, miễn là ấm để cho nó dễ nở. Còn ở những nơi mà khí hậu nóng thì nhiệt độ phòng bình thường cũng ủ được rồi. Rồi, bây giờ cái dừa nó dày là chín. Mình đừng có nấu lâu quá, lâu quá là nó khô xác á. Rồi chờ cho bột nổi xong là mình quay lại mình đổ bánh. Và sau khi mình ủ nãy giờ được 45 phút rồi. Đó, mình đã nhìn thấy bột nổi lên. Nó nổi lên nè, bong bóng như vậy đó. Anh chị em và các bạn nhìn thấy bong bóng không? Mình sẽ đảo sơ cho nó đều. Rồi mình đi đổ bánh luôn. Lưu ý là khi nào mình mới đổ bánh nó nổi được là khi mình múc bột lên mình nhìn thấy bong bóng không ạ? Như vậy là men nó hoạt động nè, thì lúc đó cái bánh của mình nó mới có thể tre được. Còn nếu mà không có cái bọt này thì mình sẽ ủ tiếp tục nha. Hoặc là chú ý là coi chừng cái men của mình nó không có hoạt động là nó chết rồi, thì sẽ không có ra rễ tre được. Còn như vậy là ra rễ tre nè. Khi mình đổ mình thấy nó bể đó. Đây là dầu dừa. Cũng có thể lấy dầu ăn bình thường cũng được. Mình quét chảo cho nó láng lớp dầu bên dưới. Cái dầu dừa này là mình mua là một cái dạng dầu ép lạnh. Thành thử ra mình nấu nó mới không có bị hôi. Còn nếu mà cái dầu mà mình nấu bình thường nó chảy ra từ cái dừa nó ra nâu nâu rồi là mình nấu thêm nữa là nó dễ bị hôi. Mặc dù là chảo chống dính nhưng mà mình vẫn cần quét một lớp dầu mỏng. Cái này mà mình đổ bằng cái bếp ga hoặc là bếp điện đó thì dễ hơn. Cái đây là cái bếp điện từ. Thành thử nó chỉ nóng ở dưới cái đáy thôi. Và mỗi khi mình nhấc lên thì nó lại hết nóng. Do đó cái bánh xèo hoặc là bánh cuốn hoặc là cái bánh bò khi mình đổ bằng cái bếp này nó khó lắm, nhưng mà mình khuyên vẫn đổ được. Do đó mình khuyên tin chắc là anh chị em và các bạn nào cũng sẽ đổ được nếu mình có cái bếp đẹp hơn. Mình có cái bếp và cái loại khác bếp này. Chờ cho bếp nóng. Trước khi đổ bánh thì bột mình sẽ quậy lên cho đều. Và một cái vá bột là khoảng 120ml đó. Bếp mình để số 6 để cho nó nóng. Khi mình đổ vào mình nghe nó xèo xèo. Và nếu mình làm bánh lớn hơn cũng được, tùy thích nha. Bột nó sẽ đặc như vậy đó. Và sau khi đổ xong thì mình vẫn để bình thường, không để nắp. Đợi cho đến khi mà nó có những cái lỗ trống trống, toàn bộ cái mặt bột hết rồi, lúc đó mình đậy nắp lại để cho nó có rễ tre. Sau khi mình thấy nó sôi đều hết như vậy nè, đều hết như vậy rồi á, thì lúc đó mình mới hạ lửa và đậy nắp. Lúc nãy mình để số 6, bây giờ mình hạ xuống còn số 3. Rồi đậy nắp lại 5 phút sau. Và sau 5 phút kể từ lúc mình đậy đó,
Để ra mình phải có cái nắp kiến thủy tinh thì dễ nhìn thấy. Đó, bánh đã chín rồi. Đây, anh chị em và các bạn xin nhìn thấy nó có cái lỗ này, tức là nó rễ tre và mình thấy không có bị bột nữa, tức là nó trong bánh ra. Là bánh chín này lúc này mình sẽ cho dừa lên. Và lẽ ra là phải cho thật là nhiều dừa, nhưng mà hôm nay nhà mình hết dừa mà lại thèm bánh, do đó mình làm luôn đó. Và có thể để đầy dừa lên hết cũng được, nhưng mà không có thì mình sẽ cho một bên, sau đó mình gập lại. Gập lại nha. Đó, cái bánh đẹp chưa? Anh chị em và các bạn nhìn thấy cái màu nó đẹp dễ sợ luôn á. Ở bên ngoài cái bánh người ta sẽ đổ cao lên, cao lên vậy nè. Ở cái rìa nó mỏng hơn, bởi vì là người ta đổ bằng cái bếp đó, cái lò chậu vậy nè. Cái nhiệt nó cũng khác, tức là người ta đổ bằng bếp ga rồi người ta, hoặc là bếp than. Cái người ta chất ở trên nắp á, là than nữa, thành thử nó nóng hai nhiệt. Còn mình chỉ có bên dưới thôi, do đó chỉ như vậy thôi. Rồi, mang ra. Xong rồi đó. Và nhớ là mình sẽ thấy nó đều hết vậy rồi á, nó trống trống vậy nè, vậy nè, thì mình mới đậy nắp. Còn nếu như mà mình đậy nắp sớm là nó thành một cục bột, nó không có nổi ra thành vậy. Rồi bây giờ thì được rồi, cái nắp đậy không kín, thành thử mình lấy cái dĩa mình đậy. Và bếp có chín số, mình đang để số 2 và chờ thêm 5 phút nữa. Tức là tổng cộng cái bánh này mình sẽ đổ từ 7 cho đến 8 phút. Rồi bây giờ thì được rồi. Đó, mình đã nhìn thấy bánh chín rồi. Tức là nó trong đó, trong hết toàn bộ như vậy nè. Và nó có lỗ vậy, tức là bánh nó có rễ tre. Thì mình cho dừa lên và nhớ cho nhiều một chút. Gập lên. Đó, anh chị em và các bạn thấy cái màu không? Nó chín đẹp chưa? Vàng như vậy đó là vừa. Đừng để nó cháy, mất ngon. Nhớ là để cái lửa giống mình Quyên chia sẻ nha. Ban đầu lớn rồi sau đó hạ. Rồi mang qua, cho ra dĩa thôi. Tiếp tục đổ những cái còn lại nữa. Cho ra dĩa luôn. Mình đã xong, tổng cộng mình được 8 cái ở đây. Và mình Quyên chúc cô bác, anh chị em và các bạn thành công. Làm thật ngon. Bánh bò dừa, bánh bò rễ tre, nướng chảo, nhanh gọn lẹ cấp tốc. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Và ăn nóng mới ngon. Bánh này nó đang rất là nóng luôn đó. Bẻ ra để anh chị em và các bạn nhìn thấy bên trong bánh nha. Bánh nó có nhiều rễ tre lắm. Đó, nó đang bốc khói luôn đó. Mình lấy cái phía không dừa nha, để không cái phía dừa mình bẻ ra là nó đổ. Đây nè, tuyệt vời chưa? Quá ngon luôn. Anh chị em và các bạn nào nhà mình ăn nhiều đường hơn thì cho nhiều hơn chút nữa nha. Cái bên đây nó có cái độ giòn. Ở đây thì mềm mềm, dai dai, thơm mùi vani, thơm mùi nước cốt dừa nữa. Khi mình xé ra nó có độ dai á. Nếu như mà ai không ăn được ngọt nhiều thì cái lượng đường này là vừa phải. Dừa ngon quá. Nóng hổi luôn. Bánh bò có rễ tre nhiều và xốp.